Sáng ngày hôm sau, trong đại điện tông môn thì Lạc Thiên Tuyết nói với đại tổ lão: "Không ngờ ngài với bằng hữu đã đến từ hôm qua rồi, sao lại không nói trước với ta một tiếng để ta tiếp đãi tốt hơn?" Đại tổ lão liền hỏi cô ấy: "Thiên Tuyết à, ngươi nói, ta bỏ vị trí đại tổ lão, đến Tinh Hồn Tông làm một trưởng lão thế nào hả?" "Không được, đại tổ lão, ngài là trụ cột của Tinh Cực Tông, nếu như ngài đến đây, các vị tổ lão khác sẽ đồng ý sao?" "Cái, cái này." Lạc Thiên Tuyết liền có suy nghĩ, đại tổ lão chắc chắn là vì Diệp Phong nên mới đến nếu như đồng ý thì những vị tổ lão khác có đế không phụ thân có đế không vậy chẳng phải là cả tinh cực tông sao vậy thì so với việc bây giờ để ta tiếp nhận làm tông chủ tinh cực tông có gì khác nhau chứ lạc thiên tuyết để ý mới thấy là khứa bằng hữu của đại tổ lão ở đâu sao nãy giờ đi đâu không thấy hôm qua đã đến rồi sao đại tổ lão vị bằng hữu của ngài đi đâu rồi cùng lúc đó ở một diễn biến khác thì tất cương đang nấu cho diệp phong ăn anh ta ăn thấy ngon nhất nhất cái nách liền hỏi tất lão đây là món gì vậy ngon quá đi tất cương trả lời Món này là thịt của yêu thú đại lực ma viên nấu cùng rất nhiều linh thảo. Lửa, lượng linh thảo, thời gian, tất cả đều không thể thiếu. Món này không chỉ ngon mà còn có thể tăng cường thực lực, chỉ là tăng cường có hạn chế thời gian, đúng là hơi đáng tiếc. Tất Cương đang trong vai lão già giả mạo làm đầu bếp tông môn. Ăn thôi chưa đủ, Diệp Phong cầm lên hốc luôn cho nhanh gọn. Sư tôn ta có thể mời ngài đến đúng thật sự là tốt quá. Chợt hệ thống bại ra hiện lên, sản vật bại ra hôm nay là một bộ thất hệ long ngâm nào Thất hệ long ngâm đao là một bộ dao chuyên dùng để nấu ăn, tổng cộng có 7 thanh, lần lượt là lôi long đao, hỏa long đao, băng long đao, ám long đao, quang long đao, mộc long đao, độc long đao. Mỗi thanh đao đều có linh khí loại long, nguyên liệu sử dụng nhận được sự bảo hộ lớn nhất. Diệp Phong thầm nhủ, tông môn vừa có một vị chủ tu đến, ngươi đã bảo ta vung dụng cụ nhà bếp, vậy chẳng phải là bảo ta đuổi người ta đi sao hả? Ta vẫn còn muốn ăn nữa. Song Diệp Phong chợt nghĩ ra sáng kiến gì đó cười khoái chí. Sư huynh, ăn cơm thôi. Có rồi, có thể giao bộ đao này cho vô phong sư đệ diệp phong liền quay sang hỏi tất cương tất lão ngươi có muốn thu nhận đồ đệ không tất cương ngạc nhiên đồ đệ sao người đó cũng muốn đi theo con đường chủ nghệ sao diệp phong nói tiếp không phải hắn theo đan dược hắn là một luyện đan sư tam phẩm đan dược miễn cưỡng ít nhất là hiểu linh thảo trên nguyên tắc là cũng được nhưng mà vì sao muốn ta thu nhận đồ đệ thế lúc này vô phong từ bên ngoài đang háo hức đi vào sư huynh bọn ta từ thiên dương tông trở về rồi diệp phong liền chạy ra kéo vô phong vào trong ngay đến đúng lúc lắm vô phong sư đê đại sư huynh tìm ta có chuyện gì thế kéo vào chỗ của tất cương và giới thiệu ông ta với vô phong ngay vô phong sư đệ ngươi vẫn luôn phụ trách một ngày ba bữa cho ta đã vất vả cho đệ rồi xin giới thiệu với ngươi vị này là tất lão đại trù mới của tông môn vô phong vẫn chưa hiểu chuyện gì mừng rớt nước mắt đại trù tông môn sao giải thoát rồi một luyện đan sư như ta cuối cùng cũng không cần làm việc không liên quan đến chuyên ngành nữa rồi cảm giác lúc này của vô phong phải nói là phê như con tê, tê luôn vô phong sư đệ ta thấy đàn đạo không thích hợp với ngươi vừa hay tất lão ở đây người bài hắn làm sư đi đổi sang tu chủ đạo đi vô phong há hốc mung kinh ngạc cái lùng má cái gì chứ ta làm luyện đan sư huynh lại bảo ta đổi ngành sang làm đại chủ sao làm chủ tu thì quan trọng nhất là phải là bộ đao thuộc về bản thân mình diệp phong mặt cáo già gian xảo lấy hộp vật phẩm sáng loáng ra vô phong sư đệ nhận đao đi vô phong cầm thanh đao phát sáng với cổ năng lượng khủng bố kia mà tay chân muốn run theo cổ khí tức này là lôi long chi hồn ám long chi hồn băng long chi hồn Bên ngoài thì từ khi lấy bộ đao này ra khỏi hộp thì Thiên đạo lôi kiếp liên tục đánh xuống dữ dội. Lạc Thiên Tuyết và đại tổ lão trong đại điện cũng phải hết cả hồn mà chạy ra. Cái tên bại gia Diệp Phong kia lại làm cái gì rồi? Lại là khí linh long hồn. Đại tổ lão thắc mắc, cái gì gọi là khí linh long hồn? Bên phía của sân viện trưởng lão thì tiểu sư tỷ của Diệp Phong đang lo lắng bỏ chạy ra. "Các, các, các trưởng lão, không xong rồi. Thiên, đó là thiên đạo kiếp vân." Tiêu Trần và La Khải cũng ngạc nhiên không kém ta đã đoán được là tông môn này không đáng tin cậy mới ngày thứ hai mà thiên đạo lôi kiếp đã đến rồi xong rồi xong rồi thấy mợ rồi anh ba ơi hệ thống bại gia của diệp phong liền hiện lên thông báo tinh hoàn thành bại gia thưởng một nghìn điểm bại gia thưởng một trăm mảnh vờ cảm ngộ chủ đạo hi xem ra long linh đã nhận vô phong làm chủ rồi lâm phong lấy ra thất long đao đưa hết cho vô phong những 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 cái đao này có khí linh sao đại sư huynh người đối xử với ta tốt quá đi nhưng bây giờ thiên đạo kiếp vân này phải làm sao đây Tắc Cương lúc này nhìn thôi mà đã mất đi lý trí với tên Diệp Phong này. Thiên đạo kiếp vân là cái thá gì chứ? Nếu như ta có một bộ đao như vậy thì cho dù hôm nay bị xét đánh chết cũng đáng. Diệp Phong cười thản nhiên nói, Thiên đạo kiếp vân nhỏ nhoi mà thôi, anh đây lo được. Bên ngoài tinh hồn tông thì Thiên đạo kiếp vân đang hùng hồn giáng thẳng xuống từng đợt. Chúng ta xong đời rồi. Lúc này một luồng ánh sáng kỳ dị từ đâu xuất hiện lao thẳng đến Thiên đạo kiếp vân mà chém tan chúng. Sở Hồng Sương có vẻ đã nhận ra đó là ai. Đó chính là độc tí nam tử thuộc đội hộ vệ bại gia của Diệp Phong độc tí nam tử nhìn lên thiên đạo kiếp vân quát nào đánh thêm cái nữa cho ra ra ngươi xem đi đám mây thiên đạo kiếp vân mặt mày tái xanh tái mét không dám không dám vậy còn không cút đi cút ngay đây hu 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 thiên đạo kiếp vân vừa chạy vừa khóc phắn lẹ chứ không là hẹo với độc tí nam tử liền bầu trời lúc này đã trong xanh trở lại độc tí nam tử kết thúc công việc của mình liền mở ra không gian và bước vào trước sự ngỡ ngàng của lạc thiên tuyết hạ giới sao lại có sự tồn tại đáng sợ như vậy chứ hơn nữa không nói hắn ở hạ giới cho dù là ở thượng giới thì thánh địa vô cực bọn ta cũng không chọc vào nổi sau khi độc tí nam tử biến mất trên không trung thì diệp phong liền chạy đến bên lạc thiên tuyết sư tôn người không bị dọa sợ chứ lạc thiên tuyết liền hỏi hắn ta diệp phong khí linh long hồn dẫn thiên đạo kiếp vân kia đến là chuyện gì vậy vô phong nhanh nhảu liền trả lời tông chủ là khí linh long hồn trong bảy thanh đao thái rau mà đại sư huynh cho đệ tử hắn cho rằng ta không thích hợp với đan đạo cho nên ta đã bái tất lão làm sư chuẩn bị làm chủ tu rồi á à đủ ngươi không thích hợp với đan đạo sao nếu như bản thân ngươi cũng thấy vậy thì ta sẽ tôn trọng lựa chọn của ngươi. nhưng ta vẫn phải nhắc nhở ngươi một chút. ngươi có thiên phú về chủ tu không? tông chủ đại sư huynh đã nói rồi, có thiên phú hay không không quan trọng, chỉ cần có đủ mảnh vỡ cảm ngộ chủ đạo thì ta có thể vô địch thiên hạ. diệp phong nói thêm, trước khi đến đây ta đã cho vô phong sư đệ một trăm mảnh vỡ cảm ngộ chủ đạo, bây giờ hắn có thể ra bốn món rồi, sư đệ nhất định phải làm ra món có thể làm y phục nổ bay nhé. tất cương im lặng bên ngoài quan sát, có thể khiến người không có thiên phú chủ đạo làm ra được bốn món trong nháy mắt. nếu như có quan hệ tốt, quyết định rồi bắt đầu từ hôm nay ta nhất định phải hầu hạ diệp phong thật tốt thiên vương lão tử cũng không cản được ta làm đồ ăn cho diệp phong lạc thiên tuyết lúc này mới để ý thấy khứa tất cương này trong tông môn hà tất cương tiền bối người gia nhập tông môn ta lúc nào vậy diệp phong ngơ ngác hửm ừ, tất lão không phải là được sư tôn mời về sao tất cương lúc này mồ hôi đầy đầu hỏng rồi bị phát hiện rồi cái đó sư tôn lần này ta thật sự là vô tội ta tưởng đó là người của ngài lạc thiên tuyết nhất nhất cái đầu liền được rồi tất cả mọi người giải tán đi Diệp Phong, ngươi ở lại. Ta vừa mới đến mà. Đi thôi, đi thôi. Một lúc sau, Diệp Phong đi theo Lạc Thiên Tuyết đến Đại Điện tông môn. Lạc Thiên Tuyết lúc này hỏi Diệp Phong, ta biết ngươi có rất nhiều bí mật. Có rất nhiều thứ ngươi lấy ra cũng không phải thứ mà Đại Lục Huyền Thiên nên có. Ta muốn hỏi ngươi hai chuyện. Cái tên kiếm khách một tay có quan hệ gì với ngươi không? Diệp Phong đáp, có. Ngươi tiếp cận ta là vì có mục đích phải không? Phải. Mục đích gì? Nói mau. Đây có được tính là câu hỏi thứ ba không? Diệp Phong hai mắt sáng rỡ đáp, bởi vì ta thích nàng bởi vì ta muốn cưới nàng sống cùng nàng đến bạc đầu giai lão chưa kịp nói dứt câu thì lạc thiên tuyết đã cay cú quát cút ra ngoài hệ thống bại gia liền hiện lên cả khịa ngay ngươi rõ ràng là có ý đồ muốn tắm cùng ngủ cùng sư phụ tình cảm yêu thích gì chứ hả ngươi chỉ thèm muốn cơ thể của cô ta mà thôi đồ hạ lưu á à đủ ta thả thính mà tất nhiên phải bùi tai chút rồi sư tôn hay là để tất lão làm cơm chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện chủ nghệ của tất lão đỉnh lắm luôn cũng được Tất Cương vui vẻ háo hức làm cơm đồ ăn cho bọn họ ngay. Chẳng mấy chốc đã xong, trong bữa ăn Diệp Phong hỏi Lạc Thiên Tuyết: "Sư tôn, người không muốn biết ta là loại người gì sao?" Cô ấy đáp: "Có đôi lúc tò mò quá sẽ hại chết người, nàng thật sự có thể kìm nén được sao?" Diệp Phong nghiêm túc hỏi: "Sư tôn, người có biết về Thánh địa Vô Cực không?" Lạc Thiên Tuyết nghe xong liền đứng dậy: "Thánh địa Vô Cực sao?" Cô ấy thầm nghĩ: "Tại sao hắn lại biết Thánh địa Vô Cực chứ?" Lẽ nào hắn biết mình là thánh nữ chuyển thế trùng sinh của thánh địa vô cực sao? rốt cuộc hắn biết được những gì rồi diệp phong thấy lạc thiên tuyết có vẻ căng thẳng liền cười nói với cô ta thôi vậy sư tôn người chỉ cần tin tưởng con không làm hại người là được trong tay con có hai thiên đạo lệnh vừa hay chúng ta có thể đến đó thả lỏng tinh thần một chút lạc thiên tuyết thở dài thôi vậy diệp phong nói hắn thích mình không có địch ý với mình tuyệt đối không được tự làm dối tung lên không được hoảng diệp phong thiên đạo lệnh này có thể sử dụng ở thế giới bên ngoài sao có cần phải đến chiến trường thiên đạo trước không con cũng không rõ trước hết cứ thử xem sao Diệp Phong cùng Lạc Thiên Tuyết liền đưa tay vào hai tấm thiên đạo lệnh lên bàn thì ngay lập tức cả hai người đều tiến vào thiên đạo thành. Lâm Phong được chuyển đến trước mặt những tòa nhà hoa lệ, dùng được thật nè, sư tôn. Quay qua quay lại thì má đủ, chẳng thấy sư tôn đâu cả. Ủa sư tôn dịch chuyển đến đâu rồi? Chợt có một chiếc taxi từ xa chạy đến. Người anh em, lên xe đi, giá là 5 điểm thiên đạo. Khứa trên xe ngạc nhiên khi thấy Diệp Phong. Sao lại là người nữa vậy? Thật đen đủi, hai lần ra ngoài đều. Diệp Phong đưa tấm thẻ vip ra cho hắn ta xem lão ca lần này ta biết điểm thiên đạo là gì rồi đây là thẻ của ta hắn ta thấy tấm thẻ vip thượng hạng của diệp phong thì hốt con mợ nó hoảng luôn vãi trưởng nhiều như này sao diệp phong cười nói tài xế lão ca tùy ý lái xe phí dụng tùy ý trừ ta muốn tìm một người tìm người sao vị thiếu gia này thiên đạo lệnh chỉ có thể đợi ở thiên đạo thành nữa ngày coi như tôi tăng ga bốc khói cũng chạy không nổi hóa ra thiên đạo thành lớn như vậy ư quả nhiên vẫn phải dựa vào công năng khuy tìm thiên cơ của hệ thống diệp phong đi theo chỉ dẫn của hệ thống Cùng lúc đó, tại một địa điểm khác thì Lạc Thiên Tuyết đang đứng trước một cửa hàng nọ. Cô ấy trố mắt nhìn vào những món đồ được bày bán ở trong. Giá bán nhánh kim hồn thánh linh thụ, 50.000. Đây chẳng phải kim hồn thánh linh thụ mà Diệp Phong dùng để chế tạo Lạc Viện cho Tiêu trưởng lão ư? Kim hồn thánh linh thụ 9.000 năm tuổi, một cành cây có giá 50.000 điểm thiên đạo. Cũng chính là 5 vạn cực phẩm linh tinh sao? Một viên kim tam tinh diệu thạch vậy mà bán 10 vạn điểm thiên đạo. Mảnh vỡ tiến giai kiếm tâm, một mảnh giá 500 vạn điểm thiên đạo. Thiên cấp lô đỉnh, bán 2.000 vạn điểm thiên đạo chẳng trách thiên cấp lô đỉnh của huyền thiên đại lục ít như vậy bốn canh giờ sau lạc thiên tuyết đang buồn rầu ngồi bên chiếc ghế bên đường thiếu tiền đúng thật là cực hình chẳng trách nhiều cường giả như vậy ở lại đây làm công mình cũng muốn mua chợt nghe có tiếng gọi sư tôn sư tôn hứa diệp phong từ đâu chạy đến lạc thiên tuyết liền hỏi diệp phong lần trước ngươi nói nạp rất nhiều ở thiên đạo thành ngươi nạp bao nhiêu điểm thiên đạo rồi hả diệp phong tỉnh queo đáp không nhiều cũng chỉ nạp 100 triệu mà thôi lạc thiên tuyết kinh ngạc trời má 100 triệu sao diệp phong mặt hớn hở nói tiếp sư tôn thời gian của chúng ta không nhiều mau chóng đi giải tỏa đặc biệt là kim tàm tinh diệu thạch nhà tranh có vẻ cũ hai người họ liền đi đến tổng chi nhanh buôn bán của thiên đạo thành lạc thiên tuyết có tiền trong tay thì thích thú vung tay mua sắm gói lại tất cả linh thảo trong tiệm các người ta lấy hết khứa lý phi lại chính là người bán hàng chỗ này lấy lấy hết sao vị tiểu thư này cô chắc chắn ư khí tức thổ hào này hình như đã gặp qua ở đâu nếu như cô lấy hết ta phải lấy thiên đạo lệnh đi mời quản lý diệp phong cũng đã nhận ra liền chạy đến gọi lý phi Diệp ca, Lạc Thiên Tuyết thắc mắc, các ngươi quen nhau sao? Lý Phi, trong tay tiểu tử ngươi vậy mà vẫn còn thiên đạo lệnh sao? Diệp ca, đừng nói nữa, nói nhiều đều là nước mắt. Lý Phi kể, kể từ khi ta trở lại tông môn, có tử vong kiếm ý liền bị đại tổ lão phát hiện rồi. Ông ấy chọn cho ta một thanh cự kiếm rất nặng, để ta nhỏ máu nhận chủ. Ai mà biết bên trong cự kiếm giấu thiên đạo lệnh. Vì để không phải quay về bị trà đạp bằng kiếm thuật, ta chọn ở lại đây làm công. Diệp Phong lấy ra mảnh vỡ kiếm tâm khác nói với Lý Phi. Thì ra là như vậy, Diệp Ca, đây là cái gì thế? Mảnh vỡ tiến giai kiếm tâm. Sau đó Diệp Phong như một con sói vồ lấy Lý Phi để nhét mớ mảnh vỡ kiếm tâm này cho hắn ta. Ca biết ngươi không thích kiếm ý, đây chính là thứ giúp ngươi đột phá đến kiếm tâm chi cảnh. Ngươi yên tâm, sau này có thể đột phá được đến thứ tốt như kiếm chi lĩnh vực, ca nhất định sẽ cho ngươi một phần. Cứu mạng. Sau đó, và cũng không có sau đó nữa. Liên tục là tiếng la thất thanh của Lý Phi. Quá, quá tàn nhẫn rồi. Rất nhanh Diệp Phong đã nhét xong mảnh vỡ kiếm tâm cho Lý Phi thôn phệ đến mập như con heo hừ xem ngươi còn dám cọc cằn với ta không diệp ca không sao ta sẽ ở lại đây không quay về nữa lúc này có một tên quản lý đi đến và nói với diệp phong xin chào tôi là quản lý của cửa hàng xin hỏi diệp phong hỏi ông ta ông là giám đốc sao nói con số đi bao nhiêu điểm thiên đạo có thể đuổi được người avn e tốt của ta vị thiếu gia này mặc dù tôi có quyền đuổi cậu ta nhưng lý phi làm việc chăm chỉ đuổi vô cớ diệp phong lấy viên ngọc chứa số lượng lớn linh thạch ra bồi thường gấp 10 cho ông hứa quản lý kia liền lật mặt ngay còn nhanh hơn tốc độ lật mặt của người yêu cũ nữa từ lâu tôi đã thấy lý phi này có vấn đề không nên giữ lại ở đây lý phi gọi diệp phong lại diệp ca không cần nói thêm gì nữa ta chủ động từ chức quay về tu luyện cũng không được sao ơ ừ, tiền của tôi à một lúc sau ba người bọn họ rời chỗ đó và đi ra ngoài thành phố dạo mua sắm lý phi nhìn lạc thiên tuyết đi trước có vẻ thắc mắc diệp ca người đi cùng huynh là ai vậy diệp phong đáp đây là tông chủ tinh hồn tông của ta cũng là sư tôn của ta lạc thiên tuyết hí hửng cầm thẻ của diệp phong chạy đi hai người cứ nói chuyện đi ta đi mua sắm đây hệ thống bại gia tử hiện lên thông báo tinh nhắc nhở ký chủ những vật phẩm mua ở thành thiên đạo phải tiêu bằng cách phá của cho dù là tặng lại thì đối phương cũng phải tiêu bằng cách phá của nếu không sẽ phải chịu sự trừng phạt diệp phong thầm nhủ với hệ thống nếu như ta hoàn thành nhiệm vụ thì có được thưởng phá của không hệ thống trả lời sẽ không nhận được điểm phá của nhưng ký chủ sẽ được hưởng thụ niềm vui tiêu tiền diệp phong liền gọi lý phi đến và hỏi lý phi ngươi biết ở thành thiên đạo có nơi nào chơi vui không tiệm túc đạo có chuyên gia bấm huyệt bàn chân cho huynh tiệm đại tử người đón tiếp huynh đều là cường giả còn có tiểu hồng phương có một nhóm đại mỹ nữ có thể cùng huynh hi 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 không lâu sau lạc thiên tuyết đã thấm mệt vì mang theo một túi đồ lớn quay trở lại diệp phong đồ đạc ở thành thiên đạo này đắt quá 100 triệu điểm thiên đạo mới mua được 999 viên kim tầm tinh diệu là đã hết tiền rồi diệp phong chợt giật lấy chiếc túi đồ đó của lạc thiên tuyết và nói sư tôn người tiêu hết rồi thì những chuyện còn lại cứ giao cho đệ tử đi diệp phong chắc chắn là lại đang nghĩ cách phá của rồi Diệp Phong đưa chiếc túi đó cho Lý Phi. Lý Phi, chỗ kim tầm tinh diệu này tặng cho người đó. Hãy tận dụng cho thật tốt. Diệp ca, huynh bảo ta dùng kiểu gì hả? Xây dựng một cái nhà cỏ đi. Hả, chuyện này. Lạc Thiên Tuyết cây cú nhưng có vẻ đi mua sắm đã vui rồi nên không trách Diệp Phong. Cái tên đệ tử phá của này đang muốn xây dựng nhà cỏ giải rác khắp hạ giới sao? Bên này thì Lý Phi đang lắc đầu từ chối. Diệp ca, hay là huynh cứ giữ lấy những cái này đi, ta dùng nhà cỏ này sẽ bị tông môn đánh chết mất. Diệp Phong cười gian xảo nói tiếp, không được, ngươi nhất định phải xây nhà cỏ cho giống với cung điện. Nếu không bây giờ ta sẽ đánh chết ngươi. Ta đi nạp tiền trước, lát nữa ta sẽ dẫn ngươi đi hưởng thụ. Diệp Phong vừa rời đi thì Lý Phi chạy đến hỏi Lạc Thiên Tuyết ngay. "Tông chủ đại nhân, ngài không định quản lý đệ tử này của mình sao?" Cô ta đáp, "Quản lý sao? Thân phận đệ tử thân truyền của hắn cũng là dùng tiền mua được, ta sao quản nổi hắn?" Lý Phi nghĩ thầm, "Được thôi, trả trách có thể làm thầy trò, một người dám mua một người dám bán." Hắn phá của, ngươi hám tài, hai thầy trò có thể có một người bình thường hơn một chút được không hả? Nửa tiếng sau, lúc này Lạc Thiên Tuyết đang kêu những tiếng kêu sung sướng kỳ lạ. Cứ a a ớ miết thôi, bởi vì có một cường giả đang nắn ngón chân cho cô ta. Ngứa quá, sức lực vừa đủ, không cần phải tiếp tục nữa đâu. Ngứa, ngứa quá đi. Sư Tôn thoải mái lắm đúng không? Sau khi thư giản xong thì bọn họ ra ngoài. Có thể khiến Phi Thăng đại lão mát xa cho ta, chỉ với thủ pháp đó, thật là đáng giá. Coi như là sư Tôn và đại tổ lão cũng không gặp được loại đãi ngộ như này, đây chính là niềm vui của có tiền sao? Còn về Lạc Thiên Tuyết thì đang vui vẻ nghĩ hơn 20 năm nay mình luôn luôn nỗ lực tu luyện trước tới nay chưa từng thấy thoải mái như lúc này lý phi diệp phong nhà ta chạy đi đâu rồi diệp ca hình như đi chơi máy gấp thú gì đó rồi diệp phong thì đang cay cú vì không gấp được con thú trong máy trò chơi này 10 tỷ điểm thiên đạo ta không tin không gấp được kém một chút kém một chút sắp thành công rồi chuẩn bị sắp gấp được thì khứa lý phi từ đâu sau lưng hô lớn khiến cho đồ vật diệp phong gấp được rơi xuống diệp ca thời gian sắp đến rồi diệp phong cay cú đổ quạ quay lại chửi a à, bắc hắc của ta lý phi người thì không thấy khứa mập lý phi đâu nữa, ủa người đâu rồi? Lạc Thiên Tuyết cũng đi đến, hắn đã được truyền tống đi trước rồi. Đang muốn mắng hắn, tiểu tử này liền chạy, coi như hắn may mắn. Đây chính là máy gấp thú ư? Sư Tôn nếu như có hứng thú, không ngại đến chơi vài lượt. Bỏ đi, thời gian không đủ, lần sau đi." Diệp Phong lúc này nói, "Sư Tôn, để tránh bị tách ra lúc truyền tống, chi bằng con nắm tay người, chúng ta cùng nhau truyền tống trở về." Lạc Thiên Tuyết thắc mắc hỏi, "Diệp Phong, vậy chúng ta sẽ truyền tống tới đâu?" Con cũng không biết trong lòng diệp phong lúc này đang vui như được mùa cuối cùng cũng nắm được tay của sư tôn rồi he he xong hết giờ bọn họ được truyền tống ra ngoài bên phía của diệp phong lúc này thì anh ta được truyền tống về vọng hương lâu tiểu ca hai cốc nữa nào cho huynh tình yêu của ta có thể không ca ca đừng đi đến vui vẻ vui vẻ nào diệp phong đứng ngơ ngác mặt chấm hỏi tay thì còn đây mà người thì méo thấy đâu hết đây là nơi nào thế sư tôn sao không qua đây chợt những cô nương bên trong phát hiện ra diệp phong đứng trước cửa thì liền ra hút vội công tử có muốn chơi không ta có ưu đãi tiểu ca chơi với tỷ tỷ đi không muốn không muốn ca ca đến đây ta ướt hết rồi một lát sau thì trong vọng hương lâu đuổi ra một người không tiền còn dám nói tình nói ái với lão nương sao cút về cái ống nát đó của ngươi đi thì ra đó chính là chu thông chật con khốn bợ đít diệp phong phát hiện liền đi đến gọi ông ta tiểu hữu cậu cũng ở đây chúng ta lại gặp mặt rồi tiểu hữu hai chúng ta cùng chí hướng không ngại cho ta mượn ít linh thạch ai cùng chí hướng với ông ta là không cẩn thận tới nơi này sao mình lại đến từ phượng thành rồi chờ diệp phong phát hiện dạ lăng tuyết cũng đang ở đây cô ta đi đến thấy diệp phong thì ngơ ngác á đủ sư tôn diệp phong đang trên vọng hương lâu đi ra thì có con khứa bên trong nói vọng ra tiểu ca ca thường xuyên đến chơi nhé lăng tuyết con con nghe ta giải thích dạ lăng tuyết không tin hài nam nhân sau một hồi nghe diệp phong giải thích thì cũng không muốn tin luôn vì vậy người là từ trong chiến trường thiên đạo dịch chuyển tới đây quần áo còn bị cởi sạch sao ô quao wow, thì ra là chuyện như vậy chiến trường thiên đạo thật thần kỳ đúng đúng ô quao wow, lần này đưa thêm ta Diệp Phong hỏi Chu Thông, "Tiền bối, sao ông ở nơi này?" Ông ta đáp, "Tiểu Hữu, điều này sợ là không thể nói với cậu." "Vậy thôi." Chu Thông thầm nghĩ, tiểu tử này rất tà môn, lần trước khi tìm Thiên Cơ liền bị phản phệ, vẫn không biết mình muốn tìm thánh nữ. Lần này bất luận như thế nào cũng không thể để hắn biết mình muốn đi Tinh Hồn Tông mượn Thiên Cấp Lô Đình. Thời gian thấm thoát thoi đưa như chó chạy ngoài đồng. Lúc này ba người bọn họ đang đi chung một con đường và về chung một hướng đó là Tinh Cực Tông. Chu Thông cứ thắc mắc mãi tại sao hứa Diệp Phong này cứ đi theo mình quay thì liền hỏi, tiểu hữu có qua đáng quá rồi không hả vì sao cứ đi theo ta thế diệp phong đáp ai đi theo ông chứ đường này là của nhà ông à tôi mới phải hỏi vì sao ông luôn đi trước mặt tôi đó xong ông ta lấy ra một pháp khí phi hành đó là một con gà nướng giấy bạc biết bay dạ lăng tuyết chúng ta đi dạ lăng tuyết đang tìm lý do để đi cùng với diệp phong nên đã trả lời chu trưởng lão vẫn là không nên dùng linh khí phi hành tôi có chút xe máy bay xe máy bay sao bay ba hôm rồi ta vẫn chưa nhìn thấy cô xe á bây giờ cô xe máy bay rồi sao Diệp Phong chen ngang, "Chu trưởng lão, không biết mọi người muốn đi đâu, có phải đi qua Tinh Hồn Tông? Tôi thấy linh khí phi hành của mọi người khá lớn, hay là cho tôi đi nhờ một đoạn được không?" Dạ Lăng Tuyết và Chu Thông ngạc nhiên, "Tinh Hồn Tông? Tiểu Hữu, cậu là đệ tử Tinh Hồn Tông phải không?" "Không sai, ai là đại đệ tử chân truyền của tông chủ Tinh Hồn Tông?" Dạ Lăng Tuyết nói nhỏ với Chu Thông, "Chu trưởng lão, không ngờ hắn là đệ tử Tinh Hồn Tông." chi bằng đưa hắn theo nói không chừng nhiệm vụ có thể dễ dàng hoàn thành trong lòng thì đang háo hức quá tuyệt có thể đi tông môn của sư tôn xem thử thánh nữ nhưng mà cô xe máy bay á chỉ cần có thể mượn được thiên cấp lô đỉnh xe máy bay là cái gì ta vẫn có thể khắc phục vừa rồi cô không nói như vậy diệp phong nghe dạ lăng tuyết nói thế trong lòng mừng thầm náo loạn nửa ngày hóa ra là vì mượn thiên cấp lô đỉnh cái thứ đồ chơi rách nát đó trong tông môn rất nhiều tặng cho dạ lăng tuyết cũng không vấn đề gì nhưng mình vẫn nên đi nhờ xe đã rồi tính sau chu trưởng lão yên tâm chúng ta cũng xem như người quen cũ chuyện mượn đỉnh cứ để ta chu thông xúc động muốn rớt nước mắt diệp tiểu hữu lão phu thật sự nợ cậu một nhân tình to lớn sau này có việc lão phu tuyệt đối không từ chối mấy canh giờ sau bọn họ cuối cùng cũng đã về tới tinh cực tông lạc thiên tuyết ngơ ngác đây chính là tông môn mà sư phụ muốn ẩn tàng thân phận nên gia nhập ư chu thông nhìn vào trong tông môn thì sững sờ khi thấy những khí tức khủng bố đang phát ra bên ngoài độ kiếp cảnh độ kiếp cảnh độ kiếp cảnh sao một đống độ kiếp cảnh đại lão đều ở tiểu tông môn như này chứ đang đứng ngơ ngác thì trong tông môn có một người nào đó bị đánh bay ra ngoài với tốc độ bàn thờ diệp phong nhìn người vừa bay ra liền nhận ra ngay đại tổ lão lạc thiên hình liền mách ngay diệp phong ngươi cuối cùng quay về rồi diệp phong ta bị sở hồng sơn và tất cương mỗi người một thiên cấp lô đỉnh đuổi đánh thật là quá ấm ức nghe nói trong tay ngươi còn có một cái lô đỉnh cho ta mượn dùng ta muốn đập chết hai tên khốn kiếp đó chu thông đứng lặng người cứng ngắc huyên thiên đại lục tổng cộng có bốn cái thiên cấp lô đỉnh ba cái trong đó đều ở tiểu tông môn này sao lại nói dùng thiên cấp lô đỉnh đi đập nhau đừng có quá đáng quá diệp phong liền gọi lạc thiên hình lại hỏi đợi một chút đại tổ lão Tắc cương tiền bối lấy thiên cấp lô đỉnh từ đâu thế ông ta đáp tắc cương hắn phá hố xí của cậu rồi hắn nói đánh ta cho sướng rồi để lại trả cậu dạ lăng tuyết cảm thán thiên cấp lô đỉnh làm hố xí quả nhiên sư tôn khác hẳn với những người khác tiểu huyết và la khải vác hai thiên cấp lô đỉnh ra cà khịa ông ta đại tổ lão ông còn chưa mượn được đại đỉnh sao chúng ta chuẩn bị đấu một trận loạn đấu lớn bây giờ chỉ thiếu ông thôi chu thông đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác lại nhiều thêm hai cái thiên cấp lô đỉnh huyền thiên đại lục sao lại có năm cái lẽ nào mình tính toán từ trước tới nay đều sai sao Tiểu Huyết lấy Diệp Phong đã trở về liền hỏi chủ nhân, người quay về rồi. Chủ nhân không có lô đỉnh, bất tiện không. Diệp Phong đang bất lực không muốn trả lời gì nữa. Hô xí của ta, đại tổ lão, hay là ngài lấy cái của lãnh vô phong dùng đi. Dù sao cái của hắn bây giờ cũng làm bồn tắm. Chu Thông hoảng hốt. Đù má, còn còn có sao? Tông môn các người sản xuất thiên cấp lô đỉnh à? Chu Thông liền kéo Diệp Phong lại hỏi. Diệp Phong tiểu hữu, đây đây là chuyện gì? Diệp Phong trả lời, chuyện gì sao? không phải là các trưởng lão rảnh rồi không chuyện gì làm chuẩn bị tìm chút niềm vui sao diệp phong niềm nở lấy ra một chiếc thiên cấp lô đỉnh nữa và đưa cho lạc thiên hình đại tổ lão cầm đi đánh với bọn họ chỉ cần đánh thắng thiên cấp lô đỉnh này ta tặng ông thật sao đó là tất nhiên rồi lạc thiên hình như được tiếp thêm sức mạnh liền máu chiến vác đỉnh đi và liền diệp phong cậu nhìn ta phế bọn chúng đi tên chết tiệt sở hồng sơn chu thông điên loạn nằm lăn lộn luôn rồi người trong tông môn này đều là bại gia tử tông chủ tinh hồn tông này cũng không biết quản sao chu lão ông không sao chứ giờ tinh hồn tông không khác nào một cái chiến trường loạn đấu bên trong là những trận combat kịch liệt của các vị trưởng lão chẳng mấy chốc tiêu trần bị đánh văng ra tiểu huyết cả hiện ngay tiêu trưởng lão ông cũng quá kém rồi như vậy là bị đánh hạ rồi à diệp phong ngẫm nghĩ tiêu lão sao cũng có lô đỉnh nhì không phải là lấy từ chỗ của lãnh vô phong chứ nhưng vào lúc này ngay cả một khắc cũng không thương tiếc sự chiến bại của tiêu trần lập tức tiến vào chiến trường đó là tông chủ tinh hồn tông lạc thiên tuyết cô ấy cũng vác theo thiên cấp lô đỉnh bay vào chu thông xúc tiếp lần nữa lại lại thêm một cái nữa ông ta thắc mắc hỏi diệp phong tiểu hữu nữ nhân này cũng là người của tông môn cậu sao diệp phong trả lời ông ta chu thông trưởng lão vị đó là tông chủ tinh hồn tông ta ông ta cảm thán tuyệt vời thật là một giai thoại nữ tử này bản lĩnh thật không nhỏ một nguyên thần cảnh cửu trọng đỉnh phong vậy mà có thể triệu tập nhiều cường giả như vậy đến tông môn không biết có thủ đoạn gì khiến bọn họ tín phục diệp phong lúc này ngỏ ý với chu thông chu trưởng lão hay là ông cũng lên tham gia đi chu thông ngơ ngác tông môn các cậu vẫn còn thiên cấp lô đỉnh không dùng ư còn có một cái làm ổ chó có thể tạm thời cho ông mượn dùng chờ đậu má ngay cả chó cũng có đột nhiên cảm thấy cuộc sống không đáng tiền nữa bỗng hệ thống hiện lên nhắc nhở tinh bí cảnh tông môn tranh tài kết thúc sớm chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng 10 vạn điểm bại gia khen thưởng 10 thùng tịnh hồn thủy hửm lần trước 100 giọt tịnh hồn thủy còn chưa dùng lần này trực tiếp được cả thùng nhưng mà điểm bại gia của mình đã có 94 vạn rồi đủ mình đột phá đến thần tàng cảnh rồi chu thông lúc này có vẻ muốn chơi diệp phong tiểu hữu cái đó ta cũng muốn thử Diệp Phong lúc này ngồi xuống để chuẩn bị đột phá. Không vấn đề, Chu lão, ta đột phá một lát, tí nữa đi lấy thiên cấp lô đỉnh cho ông. Yên tâm ta đột phá rất nhanh. Á à đù, đột phá ư? Đột phá tốt nhất là tìm một nơi yên tĩnh không người, ở đây linh khí dao động quá hỗn loạn, sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trong lúc Diệp Phong đột phá thì đã tạo một luồng ánh sáng chứa năng lượng khủng khiếp bạo phát ra khắp tinh hồn tông khiến cho mấy khứa đang hỗn chiến kia cũng phải dừng lại. Tên bại gia tử này lại muốn đột phá rồi. Cái gì liên tiếp đột phá sao? Cảnh giới của Diệp Phong liên tục thăng lên, thần tàng cảnh nhất trọng thần tàng cảnh nhị trọng, thần tàng cảnh tam trọng, thần tàng cảnh tứ trọng và cuối cùng là cảnh giới thần tàng cảnh cửu trọng đỉnh phong đầy uy lực. Đột phá xong thì Diệp Phong gọi Chu Thông cùng đi. Chu lão, cùng ta đi lấy đỉnh thôi. Ông ta lúc này vẫn còn chưa định thần lại nữa. Giả dạ Lăng Tuyết đứng kế bên không khỏi cảm thán, sư tôn đúng là quá mạnh rồi. Chẳng trách sư tôn mới đầu liền cảm thấy ta tu vi thấp, sư tôn muốn chúng ta trở nên siêu việt quả thực nhẹ nhõm. Lúc này hệ thống bại gia hiện lên, Phát động nhiệm vụ, trong một tháng tìm đủ thiên đạo lệnh, đưa người trong tông môn đến thiên đạo thành, nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng lượng lớn điểm bại gia, nhiệm vụ thất bại không trừng phạt. Diệp Phong liền hỏi: "Hệ thống, ngươi không có thiên đạo lệnh sao?" "Có thì có, nhưng cần ký chủ xúc phát hành vi bại gia có vài phần thu hoạch. Ta còn cho rằng ngay cả ngươi cũng không làm được thiên đạo lệnh chứ?" "Sao có thể chứ, đừng khinh thường ta." Diệp Phong đắn đo suy nghĩ, gần đây mình bận xử lý sản vật bại gia, quả thật rất ít chủ động xúc phát hành vi bại gia, 10 phút sau, Diệp Phong đã lấy đỉnh từ cầu tử đưa cho Chu Thông và ông ta đang rất thích thú. Diệp Phong nhân cơ hội liền hỏi thăm Dạ Lăng Tuyết. "Dạ Lăng Tuyết, ở Thiên Cơ Các có ai bắt nạt con không?" Cô ấy đáp, "Không ạ, à, Thiên Cơ Các rất tốt với con, đặc biệt là Chu Thông trưởng lão, ngày thường của con đều do ông ấy phụ trách." Diệp Phong mặt gian xảo liền nói với hệ thống, "Hệ thống, Chu Thông quan tâm nhị đệ tử của ta như vậy, ta tặng hắn một thiên cấp lô đỉnh không quá đáng chú." Hệ thống bại ra đáp, "Tinh, dựa vào tình hình hệ thống lý giải, kiến nghị ký chủ tặng hai cái." hửng hệ thống ngươi lần này sao còn bại ra hơn cả ta xong xuôi thì diệp phong gọi lăng tuyết lại và nói lăng tuyết nếu chu trưởng lão đối xử với con không tệ vi sư cũng không thể làm ngơ lát nữa ta tặng hắn hai cái thiên cấp lô đỉnh các ngươi cầm về tùy ý dùng sư tôn nếu người thật sự muốn cho thiên cơ các một cái là đủ rồi bên trong thì chu thông đã vác thiên cấp lô đỉnh cùng nhập hội loạn đấu y xèo với các trưởng lão con xem chu trưởng lão bây giờ chơi vui bao nhiêu ta cảm thấy hắn thiếu một linh khí vừa tay như vậy linh khí vừa tay sao sau khi hỗn chiến kết thúc chu thông mệt sấp mặt lờ vác đỉnh đi ra thoải mái chưa bao giờ cảm thấy nhiệt huyết đến vậy mình cuối cùng thắng rồi diệp phong liền chạy đến và nói chu lão thiên cấp lô đỉnh ông cũng đừng mượn nữa hai cái thiên cấp lô đỉnh này tặng ông đừng hỏi tại sao coi như là ta vui đi nói xong liền lấy từ hệ thống ra hai cái thiên cấp lô đỉnh cho ông ta cái này diệp phong tiểu hữu thiên cơ các chúng ta có một cái là đủ rồi chu lão diệp phong nói một cái trong đó cho ông làm linh khí thuận tay không cần giao cho thiên cơ các á à, đủ ngon tốt với ta như vậy sao chu thông liền cảm tạ diệp phong diệp phong tiểu hữu ngày sau nếu như có chỗ nào cần chu thông cậu cứ mở miệng dạ lăng tuyết suy nghĩ gì đó cười thầm chu lão đây là rơi vào bẫy rồi sao không hổ là sư tôn nghĩ thật xa hệ thống bại gia hiện lên khen thưởng tinh chúc mừng ký chủ xúc phát hành vi bại gia khen thưởng 10 vạn điểm bại gia diệp phong lúc này có suy nghĩ sao lại cảm thấy điều kiện khen thưởng điểm bại gia được nới lỏng rồi nhớ lại mỗi lần sau khi mình đột phá số lượng điểm bại gia cho mình cũng càng nhiều vài phút sau chu thông cùng dạ lăng tuyết phi hành trở về Diệp Phong tiểu hữu, vô dĩ chuẩn bị làm phiền quý tông môn vài ngày. Nhưng bây giờ có thiên cấp lô đỉnh rồi, chúng tôi cũng quay về phục mệnh đây. Chu lão, lên đường cẩn thận. Các vị trưởng lão, các ngươi cũng quá kiềm chế rồi, không thấy các ngươi sử dụng toàn lực. Suy cho cùng người ta cũng là khách, cũng không thể đánh hắn nửa sống nửa chết được. Đậu mé, lúc các ngươi đánh ta cũng không hề nương tay. Đại tổ lão Lạc Thiên Hình tuy bị đánh u đầu mẻ chán nhưng có vẻ vẫn còn sung mình. Vì vậy tối nay đánh một trận, thế nào? Ai nấy cũng đều tán thành một like liền, các bạn cũng thế, hãy ủng hộ cho Át một like ngay đi nào ý kiến hay like ta đồng ý ta đi làm mấy món ăn trước diệp phong nhìn các trưởng lão đánh nhau thành đầu heo hết rồi liền nói nhỏ với hệ thống ngươi xem bọn họ vì để bảo vệ tông môn ma luyện kinh nghiệm chiến đấu của bản thân bị thương nặng như này cho bọn họ mấy vạn viên cực phẩm đan dược trị thương không quá đáng chứ hệ thống thắc mắc hỏi ký chủ cậu chắc chắn vừa rồi bọn họ không phải đang chơi chứ bọn họ rõ ràng là đang ma luyện kinh nghiệm chiến đấu của bản thân a à. tinh phù hợp hành vi bại gia cho ký chủ ba vạn viên cửu văn cửu phẩm viêm huyết hoạt thể đan nhắc nhở ký chủ ba vạn viên đan dược này nhằm vào những người bị thương tím mặt mũi trên mặt yêu cầu trong vòng một ngày dùng hết ba vạn viên ngươi cũng thật dám cho hạ lão lúc này cầm viên đan dược trên tay và bốc phét chư vị nhìn xem đây là gì đây hình như là ngũ văn cửu phẩm viêm huyết hoạt thể đan cái này là tốt với thể tu không chờ đợi lâu hạ lão liền ném thẳng viên đan dược vào miệng mà hút chùn chụt đây là một trong những đan dược ta lưu lại ngươi bây giờ đối với ta mà nói chỉ là đồ ăn vật mà thôi bạch lão đắc ý cà khịa mấy trưởng lão kia ai ra suy cho cùng ở đây ngoại trừ tần phong người giàu có nhất chính là ta ta chính là thích nhìn gương mặt bầm tím sưng hết mặt mũi của các người. lão bạch ông kéo y phục ta làm gì đừng ảnh hưởng ta bốc phét chợt lạc thiên tuyết từ đâu đằng sau bạch lão đi đến cô ấy sắt mặt đầy sắc khí nói như vậy hạ trưởng lão khá thích thảm trạng của chúng ta xem ra hạ trưởng lão không cần sự trợ giúp của ta nữa ông ta cười trừ hi hi mẹ ơi quên mất bại thần gia và tông chủ đều ở đây diệp phong chụp lấy vai ông ta lại và hỏi hệ thống hạ thiên vũ này đã uống đan dược phục hồi cái này tính sao hệ thống bại gia hiện lên tinh mục tiêu đã bị khóa điều kiện tiên quyết là mũi đỏ mặt sưng xin ký chủ hãy dựa theo những điều kiện này để thực hiện hành vi bại gia thấy diệp phong mặt nham hiểm tiến về phía mình hạ lão cảm thấy bất an cái đó diệp phong à ta không cần không hạ lão ông rất cần lúc này tiểu huyết vác cái thiên cấp lô đỉnh bự trà bá lửa bay đến hạ lão chủ nhân nói ông cần đan dược la khải cũng vác đỉnh đến chuẩn bị tần hạ lão ngươi trang bước vậy thì để ngươi trang bước cho đủ hạ lão mặt tái xanh tái mét các ngươi muốn làm gì đợi đã sau đó là những tiếng kêu thất thanh của ông ta mẹ kiếp đừng đánh mặt đừng đánh mặt vài phút sau la khải và tiểu huyết sau khi tần hạ lão sắp mặt thì ném ông ta vào hu 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 vì sao rốt cuộc là vì sao ta tốt rồi mà bởi vì ông phải uống đan dược của ta mới tốt được bạch lão cười rớt nước mắt ha 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 lão hạ ông thật đáng đời trần diệp phong lấy đan dược ra và nói bạch lão các ông cũng có phần á à đủ bọn ta cũng cần ăn sao lạc thiên tuyết thấy thế liền nói với diệp phong mùi vị đan dược này không tệ hay là giữ cho cầu tử một ít bạch lão cũng nói theo đúng vậy ngươi bình thường chẳng phải sủng cầu tử nhất sao hả thời khắc quan trọng đành dựa vào ngươi rồi cầu tử nhưng diệp phong lại đáp sư tôn ta cảm thấy vết thương thương trên người mọi người còn chưa khỏi hẳn sao ta có thể để dành cho cầu tử chứ ở đây tổng cộng là ba vạn viên vì cơ thể khỏe mạnh mong mọi người ăn hết trước nửa đêm nhé ba vạn viên sao ăn sạch à chư vị tạ đều vì tốt cho mọi người trong mắt của mọi người lúc này thì áp lực mà diệp phong tạo ra không khác gì một người khổng lồ đứng trước một tòa nhà nhỏ bé ngày đó mọi người nhớ đến nỗi sợ hãi bị đan dược chi phối những ký ức tồi tệ đang hiện về trong tâm trí vì sao hắn lần nào cũng lấy ra ba vạn viên một lúc chứ lạc thiên tuyết biết kiểu gì cũng phải ăn nên ra luôn luật thiết luật thứ nhất của tông môn sau này cấm đánh nhau ai dám đánh nhau trực tiếp trục xuất tông môn diệp phong thì mắt đảo ló lên tìm ai đó lại nói vô phong sư đệ cả ngày nay làm gì thế nhỉ ta đi xem thử Vô Phong thì lúc này đang vui vẻ trong nhà bếp chế biến món ăn. Rất nhanh sau đó Hứa Diệp Phong đã tìm đến nhà bếp gặp Vô Phong. "Vô Phong sư đệ, đệ vừa đổi thành đầu bếp, vẫn chưa quen à?" Vô Phong vui vẻ trả lời, "Đại sư HUIVN, ta cảm thấy chủ đạo có ý nghĩa hơn nhiều so với đan đạo. Trước đây đệ cần người khác giám sát việc tu luyện của chính mình, nhưng đệ bây giờ có thể nấu bất cứ thứ gì đệ muốn. Lẽ nào là đệ phát hiện ra bản thân có thiên phú cực cao ở phương diện này hả?" "Ừm, mặc dù sư tôn chỉ dạy đệ một chút, nhưng đệ một xíu liền hiểu." Điều này không liên quan gì đến mảnh vỡ cảm ngộ chủ đạo, đơn giản là thiên phú. Đại sư huynh, đệ cho rằng huynh chỉ biết bại gia, nhưng đệ bây giờ mới phát hiện, huynh ẩn quá sâu rồi. Ngay cả sư tôn cũng nói huynh có cái nhìn độc đáo, nhìn phát biết ngay ta sinh ra để làm đầu bếp. Diệp Phong được khen thì đỏ mặt, ta chỉ là tên bại gia mà thôi, khen đến mức ta phát ngại. Chợt Sở Tiêu Tiêu bên ngoài mang theo bó rau đi vào. Vô Phong đệ đệ, rau của ta rửa sạch rồi. Diệp Phong ngơ ngác liền hỏi, "Hửm, hai người các ngươi sao lại ở cùng một chỗ rồi?" Thực ra, cô ấy chính là một chữ ham ăn. Ham ăn sao? Ha ha ha, không ngờ muội ấy vậy mà là một con sâu ham ăn. Vô phong sư đệ, đệ phải cố lên. Sở Tiêu Tiêu thì vẫn chưa hiểu chuyện quần què gì đang diễn ra. Diệp Phong sao lại đến nhà bếp rồi? Cô ấy thầm nghĩ, người hộ đạo của Diệp Phong cũng quá đáng sợ rồi, đó là người mà Kiếp Vân cũng không dám trêu chọc. Lỡ như ngày nào đó Diệp Phong tâm tình không tốt, gọi độc tí nam đó ra thì toang rồi. Diệp Phong chạy đến nói với cô ấy, Sở Tiêu Tiêu, quên mất cô. Trong tông môn chúng ta, hình như cô không có gì làm. Sở Tiêu Tiêu ấp úng: "Ta, ta là nội môn chấp sự duy nhất của tông môn, phụ trách giám sát nam thiên kiêu tu luyện. Để cô ta thử một thùng Tịnh Hồn Thủy trước xem. Sư huynh bọn họ ngày ngày ma luyện, nhưng cô lại khá nhàn hạ, sau này thêm một việc, cô sẽ phụ trách pha trà. Bất kể là trưởng lão tông môn hay là đệ tử, ai muốn uống trà thì sẽ đi đến chỗ cô uống." Cái gì chứ? Sở Tiêu Tiêu đang nghĩ nước trà chính là mình nên đỏ mặt thẹn thùng. Sau đó thì có một tiếng động lớn lớn nổ ra trong nhà bếp. Diệp Phong đã lấy ra một thùng nước Tịnh Hồn Thủy to khủng bố diệp ca thùng gỗ lớn của huynh đã phá hỏng mái nhà ta rồi huynh để ta đi pha trà đây là nước gì thế diệp phong cũng không tin vào mắt mình mình cũng không ngờ được một thùng này sẽ to như vậy song anh ta dặn dò tiêu tiêu nước này ai cũng có thể uống nhưng ngoại trừ tiêu trưởng lão nhớ kỹ chưa ta sợ hắn bay lý do kỳ lạ gì vậy vậy ngoại trừ pha trà nước trong thùng này còn có thể làm gì tùy muốn làm gì thì làm đó cùng lúc đó ở một bên khác thì ba người bên phía thương hội đang trên đường tinh hồn tông để bàn bạc Hoàng Đại Hải hội trưởng thương hội đứng lên dặn dò. Sắp tới tinh hồn tông rồi, lát nữa các người đừng nói chuyện, ta muốn tìm hiểu trước. Đó. Ông ta thầm nghĩ, không biết Diệp Phong rốt cuộc là thần thánh phương nào, cũng không biết lợi nhuận năm thành huyết tham đan đủ không. Thời gian thấm thoát thoi đưa như chó chạy ngoài đồng, thoáng chốc bọn họ đã đến trước tinh hồn tông. Hoàng Đại Hải ngạc nhiên khi thấy những khí tức khủng khiếp phát ra từ phía tinh hồn tông liền hỏi mạnh lão. Hửm, khí tức này không giống với ngươi nói. Cường giả cũng quá nhiều rồi. Mạnh lão cũng ngạc nhiên không kém ta cũng không biết chuyện gì, ai biết lại có cường giả gia nhập tinh hồn tông chứ. Lúc này trong tinh hồn tông thì lạc thiên tuyết cùng tiêu trần trưởng lão đã nhận ra có người đang phi hành đến. bọn họ liền gọi lạc tông chủ, là hoàng tiểu phi bọn họ. tiêu trưởng lão thu khí tức lại, bọn họ là khách của tinh hồn tông chúng ta, thì ra các người quen nhau sao? mạnh lão trên phi kiếm liền giới thiệu lạc tông chủ, vị này là hội trưởng hoàng đại hải của thương hội thần hải chúng tôi lần này. chưa kịp nói dứt câu thì hội trưởng đã lên ra bốc đầu bay luôn một mạch vút qua luôn lạc tông chủ chúng tôi hôm nay vừa hay đi ngang qua ngày khác sẽ bái kiến với hậu lễ sau chúng tôi đi trước lạc thiên tuyết và tiêu trần bên dưới này đứng đơ người ngơ ngác luôn chả hiểu chuyện quần què gì đang diễn ra tông chủ rốt cuộc bọn họ đến làm gì ta cũng không biết nữa bên này thì mạnh lão liền hỏi hội trưởng hội trưởng tình huống gì á chúng ta không phải là tới thương nghị chuyện huyết tham gian sao ông ta đáp thương nghị sao thương nghị cái rắm các ngươi vừa rồi không chú ý tới bọn họ đang ăn cái gì sao Cử văn cử phẩm viêm huyết hoạt thể đan, một viên có thể hơn mấy chục viên huyết tham đan, mà bọn họ ăn hàng vạn viên như viên đậu. Đối mặt với tông môn có bối cảnh như vậy, cho dù là cho bọn họ lợi nhuận 10 năm, bọn họ cũng không để vào mắt. Chúng ta phải nghĩ kỹ xem tặng cái gì mới có thể coi là đủ thành ý. Quá đáng sợ rồi, có cử văn đan dược như vậy, cho dù điều động cả huyền thiên đại lục cũng không một ai có thể làm được. Có thể có tài lực như vậy, diệp phong rốt cuộc là người nào chứ? Tiêu trần trưởng lão bên trong tinh hồn tông lúc này thì đang khát sắp mặt lờ ăn quá nhiều đan dược rồi, khát quá trà 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 ta muốn uống trà chợt ông ấy phát hiện ra gì đó hừm hương trà thật nồng đậm ông ta chạy đến thì thấy tiêu tiêu đang dùng tịnh hồn thủy pha trà tiêu tiêu hương trà này của ngươi thật nồng đậm mau rót cho ta một bát ta bây giờ khát khô cả cổ rồi sở tiêu tiêu đáp tiêu trưởng lão thật ngại quá trà này không thể để ông uống tiêu trần trưởng lão mặt ngơ ngác chấm hỏi vì sao do trà vẫn chưa đun xong ư diệp phong nói tất cả người trong tông môn đều có thể uống duy nhất ông là không được hắn nói sợ ông bay đi tiêu trần nghe xong như xét đánh bên tai đù mé sợ ta bay đi sao tiêu trần đến nhìn vào ly trà được rót sẵn đó thì liền nhận ra ngay là tịnh hồn thủy ông ta liền dặn dò tiêu tiêu tịnh hồn thủy quả nhiên là tịnh hồn thủy chẳng trách diệp phong không cho ta uống tiêu tiêu ngươi không biết không đáng trách loại nước này cực kỳ hiếm có cô đừng chưa kịp nói dứt câu thì sở tiêu tiêu đã chỉ thẳng tay lên chiếc thùng nước to như cái nhà phía sau lưng hiếm có sao tiêu trưởng lão ông bảo loại nước này hiếm có sao tiêu trần nhìn thùng nước tịnh hồn thủy khổng lồ này mà người muốn hóa đá luôn tiêu trưởng lão ông sao thế không sao cô tiếp tục đun trà đi ta muốn bình tĩnh chút tiêu trần như chịu phải cú sốc đầu đời lặng lẽ rời đi tiêu lão thật sự không sao ư ừ. mặt trời lặn phía tây tiêu trần bắt đầu suy nghĩ về nhân sinh ông ta đang hưu quạnh ngồi một mình bên dưới ánh bình mình mà nghĩ về tương lai cuộc sống sau này hối hận quá sớm biết đã không nên tới tông môn này ngày ngày phải đổi mới tam quan thật khó chịu chợt có giọng nói lớn tiếng từ đằng sau tiêu trần thì ra ngươi trốn ở đây tiêu trần giật bắn người âm thanh này là đinh nghị tên đinh nghị này nói với ông ta Tiêu trần không ngờ ngươi thật sự trốn ra khỏi phệ hồn đại trận thật khiến ta bất ngờ ta càng không ngờ được rằng mỹ nam tử năm đó được những nữ nhân kia khoe khoang là đệ nhất hồn tu ngày nay lại ủ rũ thất thiểu như một lão già cổ hủ đúng là số phận cho ngươi tiêu trần ngươi mau chạy đi ta cho ngươi một cơ hội chọc tới máu chó của mình tiêu trần trưởng lão lúc này ánh mắt đầy phần nộ chuẩn bị chiến luôn cơ hội sao đinh nghị chỉ tay thẳng về phía tinh hồn tông và nói tiếp ta cho ngươi một chút thời gian bỏ chạy đợi ta tiêu diệt tông môn rách nát chứa chấp ngươi kia rồi sẽ đi tìm ngươi nếu như không tìm được ngươi ta sẽ tha ngươi một mạng đinh nghị ngươi ức hiếp người quá đáng tiêu trần phần nộ bộc phát thần hồn của mình ra đinh nghị cười đắc ý ê ê ê lên đi lấy ra thần hồn võ kỹ mạnh nhất của ngươi ra đi thật sự cho rằng ta vẫn là ta của 200 năm trước sau ta ngược lại muốn xem thử thần hồn chi lực của ngươi có thể kiên trì bao lâu đinh nghị cũng bộc phát thần hồn chi lực khủng khiếp của mình ra nghênh chiến bên trong tinh hồn tông thì hệ thống bại gia tử đã hiện lên nhắc nhở cho diệp phong tinh tiêu trần rời khỏi tông môn rồi vì để bảo vệ tông môn tiêu trần đang chiến đấu với đinh nghị nhưng hắn không phải đối thủ của đinh nghị diệp phong ngạc nhiên hửm đinh nghị vậy mà ở huyền thiên đại lục 200 năm không phi thăng sao diệp phong liền đi đến gọi tiểu huyết tiểu huyết rời khỏi tông môn với ta chúng ta đi ứng cứu tiêu trưởng lão tiêu trưởng lão hắn là người sắp phi thăng còn có thể có nguy hiểm gì chứ ngoài này thì tiêu trần cùng với đinh nghị đã bắt đầu sắp lá cả hỗn chiến với nhau kịch liệt thân hồn của tiêu trần trưởng lão đã thất thế trước đinh nghị tiêu trần bị đinh nghị đánh bật ra bên ngoài văng cả mét ông ta lúc này có vẻ đã thấm mệt rồi nhưng đinh nghị thì không hắn ta hai tay hai viên hồn linh cầu vẫn tiếp tục lao lên tấn công tiêu trần yên tâm ta sẽ không dễ dàng giết người ngươi bị sư tôn phong ấn 200 năm có lẽ cũng tích lũy được không ít át chủ bài nhỉ mang ra đây để ta chơi đùa một phen tiêu trần nói với hắn ta sau đấy hồn linh cầu sao hồn linh cầu to một chút như vậy ngươi cũng dám cầm ra dương oai sao nói như vậy là ngươi có thể ngưng luyện ra sao vừa nói xong thì tiêu trần đã hai tay hai quả hồn linh cầu to như hai quả bóng cầm trên tay khiến đinh nghị kinh ngạc không thể nào đây tuyệt đối không thể dựa vào thần hồn của ngươi không thể ngưng tụ hồn linh cầu đến mức đáng sợ như này ta không tin không có gì là không thể 200 năm trước ta có thể đánh bại ngươi bằng chính sức lực của mình 200 năm sau ta cũng có thể dựa vào ngoại lực tiếp tục đánh bại ngươi hôm ta ta sẽ dùng sự thực nói với ngươi một chuyện ngươi dùng hồn linh cầu gọi là tiếp tế lão tử dùng hồn linh cầu gọi là bại gia vô lý nực cười diệp phong đang bình thản ăn dưa hấu ngồi quan sát cùng với tiểu huyết từ xa đây chính là cách chiến đấu của hồn tu sao đúng thật là long trời lờ đất lâu thêm tí nữa lão tử nên ngủ rồi chủ nhân người cảm nhận thấy hồn lực của bọn họ không góc nhìn của diệp phong thì thấy hai người họ cứ như đang đứng nhảy múa thôi chứ không có gì đặc sắc còn ở góc nhìn của tiểu huyết thì đó quả thực là một trận đại chiến kinh thiên động địa long trời lửa đất đánh một hồi lâu thì tiêu trần lại yếu thế hơn so với đinh nghị ông ta bị đánh lùi ra đủ rồi ngoại trừ hồn linh cầu người không còn thủ đoạn nào khác sao hả chơi với người lâu như vậy cũng đến lúc kết thúc rồi chết đi đinh nghị giang hai tay ra và triệu hồi ra một món pháp khí thần thông không tốt tiêu trần lo lắng liền vận khí lực chống đỡ pháp khí của đinh nghị liên tục bắn xuống những tia hỏa diệm về phía tiêu trần trưởng lão rất nhanh sau đó sức lực của tiêu trần đã bị bào mòn đáng kể ông ta không thể chống cự được nữa đinh nghị thừa thắng xông lên hừ không nổi một kích chợt hắn ta cảm nhận được điều gì đó nguy hiểm đang đến gần tiểu huyết cùng diệp phong xuất hiện và đỡ lấy tiêu trần tiêu lão ông không sao chứ diệp phong xoái bức huyết diệp phong nghe tên gọi có vẻ thú vị liền nói với tiểu huyết từ lúc nào ngươi có thêm biệt hiệu soái bức huyết rồi tiểu huyết cười đáp cái đó ta bình thường thích ngầu ngầu nên bọn họ đặt biệt danh như vậy cho ta thích làm ngầu kiếp trước không phải là nam chứ hả nói không chừng trong một phó bản khác cô ấy là con trai thì nên quan phương thổ hào đi nghị lúc này quát tiêu trần đừng cho rằng có cứu binh đến ngươi có thể an toàn biết vì sao ngươi không chết không hả đó là vì sư tôn ta cố ý lưu cho ngươi một mạng ông ấy muốn biết ngươi làm cách nào phá vỡ phệ hồn đại trận vì vậy ta cho ngươi một phút suy nghĩ nếu như ngươi nói ta sẽ biến các người thành cương thi nếu như không nói ta cũng có ngàn vạn cách ép ngươi nói ra diệp phong chen ngang nói với hắn ta ừ trận pháp sách đó trận nhãn do ta hủy người do ta cứu ngươi có ý kiến sao đinh nghị cười khinh ngươi sao một tiểu giác rưởi thần tàng cảnh là ngươi phá à vậy ta rất muốn biết ngươi phá kiểu gì diệp phong chỉ tay về pháp khí của đinh nghị và nói cái bánh xe của ngươi làm lão tử đau cả mắt hay là ta phá nó giống như phá trận nhãn đinh nghị thách thức hứa diệp phong ồ phá hủy kim luân của ta sao được a à? vậy ngươi hủy đi ta xem Diệp Phong trừng mắt sử dụng thần thông hủy diệt thần mâu, chỉ với một cái nhìn đã khiến cho pháp khí kim luân của Đinh Nghị bị phá tan tành. Hắn ta giờ đã trọng thương. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cho Đinh Nghị không kịp hoàn hồn. "A, à, a, à, đây là." Tiêu Trần cảm thán làm thơ liền. "Hai, trẻ tuổi không biết kim luân thúy, người già không tu vì nước mắt rơi vô ích." Đinh Nghị đang tỏ ra lo lắng. "Không được, tiểu tử này quá tà mưu rồi, phải thông báo cho sư tôn đưa mình quay về đúc lại kim luân." Tiêu Trần lo lắng Đinh Nghị sẽ gọi sư tôn của hắn nên gọi Diệp Phong liền. Diệp Phong, mau ngăn hắn lại, hắn lại muốn gọi người rồi. Diệp Phong bình thản đáp, Tiêu lão, ông không dám phi thăng chính là vì sợ tên khốn đại đế gì đó đúng không? Nhưng cơ hội này, ta sẽ tặng ông món quà. Làm trưởng lão trong tông môn, sau này tôi đưa ông đi thượng giới bại gia. Diệp Phong, cậu. Không lâu sau, đại đế trên thượng giới bắt đầu xuất hiện. Ông ta bước ra từ khoảng trống không gian và đến bên cạnh Đinh Nghị. Diệp Phong lúc này thì thầm với hệ thống. Hệ thống, lát nữa ngươi để độc phong tí ra ngoài, ta muốn xem thử đại đế dám chó đó mạnh bao nhiêu. Hệ thống bại gia hiện lên thông báo, tinh ta có đề xuất nhân viên càng tốt hơn nữa hắn có thể dựa vào hình chiếu của đối phương lôi bản thể đến đến lúc đó xử lý thế nào tùy vào tâm trạng ký chủ diệp phong ngạc nhiên ồ còn có thể như vậy à là hộ vệ chính thức sao trên này thì đinh nghị liền bái kiến sư tôn là tên đại đế thượng giới kia hắn ta hỏi định nghị kim luân của con đâu đinh nghị bẩm báo sư tôn đệ tử vô năng đệ tử khiến người thất vọng rồi 200 năm trước đệ tử bị người ta đánh bại 200 năm sau đệ tử bị người ta phế kim luân hắn ta cau mày quát rốt cuộc là kẻ nào dám phế kim luân của đệ tử ta diệp phong nói nhỏ hỏi hệ thống hệ thống tên đại đế dám chó trên thượng giới này mạnh bao nhiêu so với vô cực thánh địa thì thế nào hệ thống bại ra sau khi tra xét xong thì thông báo tinh kim luân đại đế có thể một mình dann av cả vô cực thánh địa diệp phong kinh ngạc đủ mé vãi trưởng mình biết quân hộ vệ rất mạnh nhưng hắn mạnh cũng có chút mạnh quá đáng rồi hệ thống thông báo tiếp tinh thượng giới không phải điểm cuối chỉ có những đỉnh cấp cường giả trong giới diện đỉnh cấp nhất mới có thể khiến quân hộ vệ bại ra chính thức cảm thấy có chút vướng tay mỗi lần ký chủ bại ra đều có được vài tỷ lệ nhận được khen thưởng ẩn tàng hệ thống sẽ phát khen thưởng ẩn tàng cho các thành viên dự bị của quân hộ vệ bại gia vì vậy quá trình bại ra của mình cũng là quá trình bồi dưỡng quân hộ vệ sao đi nghị lúc này chỉ tay vào diệp phong và mách với sư tôn của mình sư tôn chính là hắn phá hủy kim luân của đệ tử nhưng đệ tử không biết hắn làm thế nào hơn nữa tiêu trần cũng là do hắn cứu ra sâu kiến mà thôi bất kể là thật hay giả giết là được tên đại đế này vung tay ra định thi triển thần thông tấn công diệp phong thì từ trong không gian khe nứt sau lưng hắn ta diệp nhất từ từ bước ra và vỗ cái nhẹ vào vai hắn ta sâu kiến sao ai mới là sâu kiến song diệp nhất vui mừng bái kiến ngô chủ diệp phong sao lại là ngươi chứ ngoại trừ độc phong tí, ta chưa nhìn thấy đội hộ vệ chính thức thứ hai thật ra thì có một tên hộ vệ chính thức lúc trước chưa kịp lú cái đầu ra thì đã bị diệp phong sút ngược trở lại Chắc 131 đại ca chỉ xuất hiện một lần vậy ta thì sao chứ ta là đội hộ vệ chính thức mà diệp phong liền trách diệp nhất các ngươi đang làm gì vậy hả Đến đây báo cáo, cứ đứng im như khúc gỗ ở đó làm gì chứ? Nói đi, lời thoại đâu? Đội hộ vệ các ngươi không có chút nào công việc mới hả? Đi đi về về chỉ có hai người, mấy chuyện tầm thường này, có gì sáng tạo hơn không? Các ngươi không có người mới thì thay đổi đầu tóc quần áo trước khi xuất hiện đi, cho dù nữ tính chút thì sao? Tên đại đế thượng giới kia thấy dịp nhất thì hoảng con mợ nó hốt luôn. Nghiệt đồ ngươi rốt cuộc chơi chọc vào tồn tại gì? Sư tôn, a, à, a à không biết, ta là nghe lệnh của người. Cái rắm, ta lúc nào bảo ngươi đến tìm Tiêu Trần gây phiền phức? bên này thì diệp nhất đang xin lỗi diệp phong liên lịa vâng 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 ngô chủ phê bình đúng ạ đại đế kia run bần bật tính giọt lại ngay rất tốt hắn không đuổi qua đây sư tôn người muốn đi đâu ngươi đừng coi ta là thầy từ nay duyên phận đứt đoạn ngươi tự cầu phúc đi hắn ta bỏ chạy một mạch không quay đầu luôn trời má sư tôn diệp phong nhìn hắn ta bỏ chạy thì hết biết nói gì nữa luôn anh ta ra lệnh cho diệp nhất mạo đi kéo bản thể của kim luân đại đế này qua đây diệp nhất tuần mệnh hắn ta đang chạy sắp mặt lờ đừng đuổi qua đây đừng đuổi qua đây đừng đuổi qua đây ngô chủ muốn gặp ngươi nhanh như sấm xét diệp nhất đã bay thẳng đến chỗ hắn ta và đấm một cú trời giáng vào lưng hắn ta và diệp nhất dùng tay thi chỉnh kỹ năng của mình kéo luôn tên kim luân đại đế bản thể chính từ thượng giới bay thẳng xuyên xuống ngoài hạ giới huyền thiên đại lục luôn diệp nhất bắt kim luân đại đế và đinh nghị quỳ xuống trước mặt diệp phong diệp nhất hỏi ngô chủ đinh nghị xử trí thế nào diệp phong thẳng từng nói giết đi ngay lập tức diệp nhất một đòn tung ra chém chết đinh nghị ngay trước mặt kim luân đại đế diệp nhất hỏi tiếp ngô chủ tên này cũng trực tiếp chém chứ Kim Luân đại đế khóc lóc cầu xin, "Đại, đại lão, ta nguyện bồi thường, bồi thường." Diệp Phong lúc này quay sang nói với Tiêu Trần, "Tiêu lão, hắn phong ấn ông 200 năm, còn khiến ông không dám phi thăng thượng giới. Ông muốn trực tiếp giết hắn hay là nô dịch hắn 200 năm, nhất định không được lưu lại tâm ma. Hở, do ta xử lý sao?" Tiêu Trần xúc động rất nước mắt, "Diệp thiếu, cậu cứu ta từ trong phệ hồn đại trận ra, còn giúp ta hóa giải tâm ma, đời này kiếp này không gì báo đáp." Từ nay về sau, cái mạng này của lão phu là của cậu dùng mạng của đại đế thương giới biến thành nô lệ trung thành của cường giả hạ giới phi thăng loại chuyện này cũng chỉ có chủ nhân làm ra được nghĩ kỹ thì mình có thể sống cùng chủ nhân cũng quá may mắn rồi tiêu trần đến trước mặt kim luân đại đế nghiêm túc nói với diệp phong diệp thiếu không thể tiện nghi hắn ta muốn nộ dịch hắn suốt đời suốt kiếp nếu như ta chết rồi hắn cũng phải bồi táng cùng ta diệp phong liền ra lệnh cho diệp nhất diệp nhất cho bọn họ khế ước nói đến thượng giới khế ước sẽ không mất hiệu lực chứ diệp nhất sau khi lập khế ước cho tiêu trần và kim luân đại đế rồi thì đáp sẽ có một chút ảnh hưởng, nhưng không cần lo lắng, trừ khi thực lực của Kim Luân Đại Đế vượt qua ta, bằng không đừng mơ giải trừ khế ước với Tiêu Trần. Nói xong Diệp Nhất mở không gian rời đi, nếu không có việc gì khác, thuộc hạ cáo lui trước. Đi đi. Diệp Phong hỏi Tiêu Trần, "Tiêu trưởng lão, thực lực của ông bây giờ có thể phát huy tới trình độ nào thế?" Ông ta trả lời, "Diệp thiếu, mặc dù hắn bị phong ấn thực lực, nhưng vẫn có thể giết 100 người như ta. Quay về tông môn thôi, vừa hai tông môn thiếu một người hầu, thân phận liên quan của hắn đừng để người khác biết." Hiểu chuyển cảnh về phía cửa lớn của tinh hồn tông thì lạc thiên tuyết đang đứng trên cửa nhìn xa xăm lo lắng tiêu trưởng lão tại sao vô duyên vô cớ rời khỏi tông môn diệp phong sao mang cả tiểu huyết đi rồi luôn có dự cảm không lành chợt lạc thiên tuyết thấy bốn người cùng trở về sư tôn chúng ta quay về rồi cô ta tính rõ ràng là ba người quen còn một khứa thứ tư ở đâu chui ra rõ ràng chỉ đi ra có ba người sao quay về lại là bốn dự cảm không tốt quả nhiên ứng nghiệm diệp phong hí hửng chạy vô hỏi liền sư tôn người đứng ở đây làm gì thế lạc thiên tuyết cây cú nói ngươi đừng quan tâm ta đứng ở đây làm gì ngươi trước tiên giải thích cho ta đây là ai cô ta chỉ tay thẳng về phía tên kim luân đại đế của thượng giới mới thu nhận kia diệp phong vui vẻ nói hắn à nhắc tới hắn vậy thì sư tôn phải khen ta thật tốt khen ngươi sao có gì đáng khen chứ người xem tông môn chúng ta có đệ tử chấp sự trưởng lão nhưng người không cảm thấy tông môn thiếu mất tạp dịch sao người của tông môn bây giờ đã đủ nhiều rồi tuyệt đối không thể thêm nữa hơn nữa coi như là tạp dịch thực lực cũng phải là độ kiếp cảnh kim luân đại đế xứng sờ bây giờ ngưỡng tối thiểu của tạp dịch đều phải độ kiếp cảnh trở lên ư sư tôn người suy nghĩ hạn hẹp rồi là tạp dịch duy nhất bây giờ của tông môn vị kim luân này là một cường giả tùy lúc đều có thể phi thăng như này đủ tư cách chưa ngươi không sợ sẽ gây áp lực cho các trưởng lão khác ư kim luân đại đế thầm nghĩ tiểu tử này sợ nữ nhân này thế tiếp theo mình nên biểu hiện rồi nữ nhân này lát nữa hỏi thân phận mình mình nhất định phải biểu hiện cho tốt lạc thiên tuyết liền hỏi hắn ta nói đi tốn bao nhiêu đồ mới lôi về được hắn ta lắp bắp đáp mời mời về hít hít mình là bị cướp về còn là bị cướp từ thượng giới về không được mình phải biểu hiện một chút nếu không sau này tiêu trần chắc chắn không để mình yên ổn kim luân cười nói tiếp tông chủ ta không phải là bị mua về thực ra ta muốn gia nhập tông môn làm tạp dịch là vì chưa kịp nói dứt câu thì lạc thiên tuyết một phát quay mặt rời đi luôn được rồi ngươi không cần giải thích nữa trưởng lão trong tông môn đều như vậy muốn làm tạp dịch thì làm đi diệp phong giao phó cho tiêu trần trưởng lão buồn ngủ quá tiêu trưởng lão hôm nay để kim luân canh gác đêm cho ông ngày mai sắp xếp hắn sau ta đi nghỉ ngơi trước hiểu rồi diệp thiếu diệp phong rời đi thì tiêu trần khoái chí liền nhìn tên kim luân đại đế này kim luân đại đế cho dù ngươi mơ cũng không ngờ có một ngày sẽ bị ta nô dịch đúng chứ đó đều là trước đây ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi yên tâm ta sẽ không quá làm khó ngươi nếu như không phải ngươi ta cũng không gặp được diệp thiếu đây cũng coi như một đại cơ duyên ngươi tặng ta làm việc cho tốt nếu biểu hiện tốt có lẽ nô dịch ngươi vài trăm năm ta sẽ thả ngươi tự do kim luân đại đế liền khấu đầu tạ ơn tiêu trần đa ta tiêu trưởng lão đa tạ tiêu trưởng lão vài phút sau kim luân đại đế đi theo tiêu trần về nơi ở của trưởng lão trong tinh hồn tông ông ta đứng chết lặng trước tòa nhà xây bằng kim hồn thánh linh thụ sáng lấp lánh kia Ngay ra đó làm gì mau qua đây kim luân đại đế như chịu phải cú sốc đầu đời liền con mẹ nó đây là gì ngay cả kim hồn thánh linh thụ chín nghìn năm tuổi cũng dùng để xây nhà nhiệt đồ đó của ta năm đó còn cướp cái gì chứ đây là cố ý chơi mình đúng không chuyển cảnh về phía huyền viêm tông thiên hỏa giới thì lý phi đã quay trở về tông môn của mình sư tôn con quay về rồi đại tổ lão cũng ở đây sao ngươi còn dám quay về à tiểu tử thối này có chút không đúng sau khi trốn hơn hai canh giờ quay về không những không sợ còn rất khoa trường hay là gần đây ngứa thịt rồi bây giờ hắn có bao nhiêu huênh hoang lát nữa để hắn bấy nhiêu khổ sở tôn thiên hữu cởi áo ra chuẩn bị chơi khô máu lý phi luôn đại tổ lão bất kể tiểu thử thối này làm cái gì nhìn dáng vẻ hắn đi ngang thế này ta phải tần hắn một trận để hắn biết thân lý phi vẫn bình chân như vậy đứng nói ta đã đột phá tử vong kiếm ý đến kiếm tâm chi cảnh đại tổ lão người mau tiếp theo kết cục của lý phi sẽ như thế nào Mời các bạn đón xem tập sau nhé. Nếu thấy hay xin hãy ủng hộ cho Ad một like, một lượt đăng ký kênh và bình luận bên dưới để nhận những thông báo mới nhất về lịch đăng video nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.